Thực hiện gói cung cấp thi công đề án thăm dò mỏ than Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022, công ty cổ phần địa chất mỏ TKV vừa kết thúc công trình lỗ khoan MK1227. Công trình kết thúc với chiều sâu 1.320m là công trình khoan thăm dò địa chất lấy mẫu khoáng sản sâu nhất đến thời điểm hiện tại ở bể than Quảng Ninh do công ty địa chất mỏ thi công. Công trình lỗ khoan MK1227 thuộc đề án thăm dò mỏ than Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng khoáng sản của đề án là than, bao gồm 25 vỉa than từ vỉa 1D đến vỉa 12, nằm trong giới hạn mức cao từ lộ vỉa đến trừ 1.000m. Công trình được bắt đầu triển khai thi công từ tháng 9 năm 2022 với chiều sâu dự kiến là 1.220m, sau đó được tiếp tục kéo dài thêm đến 1.320m. Theo đánh giá ban đầu, đây là công trình khoan thăm dò có nhiều rủi ro. Thực tế, nhiều năm qua cho thấy đã có nhiều công trình khoan sâu gặp sự cố, mất nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí nhân công, vật tư, nhiên liệu để cứu sự cố. Để về thi công lỗ khoan này thì tổ cũng đã thi công rất nhiều lỗ khoan cũng có chiều sâu chưa được như này nhưng gần tương đương như này, thấp hơn thôi. Nhưng mà cũng nhận định là lỗ khoan này là để thi công được trong thời gian hơn 5 tháng như này là cả một kỳ tích. Về tất cả gặp gần như là tổ khoan đã gặp tất cả các điều kiện phức tạp nhất mà thi công trong khoan thăm dò đã diễn ra, mà đã vận hành, tức là với kinh nghiệm gần 20 năm thi công đứng máy thi công như này là vận hành hết các cái mà kinh nghiệm mình đã có, và cộng thêm là những cái sự chỉ đạo của phòng kỹ thuật xuất và ban giám đốc đã để thi công này, thì đến hiện tại giờ phút này là anh em rất là hoan hỉ và hồ hởi là thành công được lỗ khoan này, là phân chấn, mà tức là thành công được một lỗ khoan so với bản thân mình với anh em đã là một kỷ lục của riêng cá nhân mình rồi, chưa nói đến là kỷ lục của công ty là gì thì mình tiến tiến, nhưng mà vẫn với cá nhân mình đã, tức là với cả anh em nữa, đã xác định là lỗ khoan xong lỗ khoan này là nghĩ rằng là cái kỷ lục của mình đạt được đã, tức là gì đạt được mà là mình đã xử lý được lỗ khoan sâu như thế này và các địa tầng phức tạp như này đã thành công. Vượt qua nhiều khó khăn, với sự chủ động quyết tâm của cán bộ lãnh đạo công ty và công nhân tổ khoan 12, tính đến ngày 16 tháng 2, công trình đã hoàn thành và đang đi vào thực hiện đo địa vật lý lỗ khoan. Và ngày hôm nay là đã qua đến ngày thứ 3 của công tác quan trọng cuối cùng của công tác thi công, chính là đo địa vật lý để thu thập tài liệu của lỗ khoan để so sánh với cái tài liệu thi công làm cơ sở để lập các báo cáo sau này. Thế và qua đến ngày hôm nay là còn cái việc cuối cùng của đo vật lý là đo siêu âm lỗ khoan, thì đến thời điểm này đã thả được bộ ống đo siêu âm xuống đến 1.319,36m và đang trong quá trình đo thu thập, và đến thời điểm này là vị trí của ống siêu âm đang ở 1.130m. Thế và chúng tôi rất tự tin là cái công việc bước quan trọng cuối cùng sẽ hoàn thành vào tầm 6 giờ tối nay. Đấy, thì và sau khi hoàn thành được cái việc đấy thì chỉ còn cái công tác phụ trợ để kết thúc lỗ khoan, chính là công tác thông rửa và lấp lỗ khoan, xây mốc, sau đó là thu dọn để chuyển sang vị trí khác. Và cái việc này lại càng khẳng định thêm cái kinh nghiệm, nâng cao cái trình độ tự tin của công nhân trực tiếp thi công lỗ khoan cũng như cán bộ kỹ thuật. Sơ bộ ban đầu, lỗ khoan đã xác định sự tồn tại của các vỉa than và triển vọng tài nguyên mức dưới trừ 600 cánh bắc mỏ Mạo Khê là tương đối lớn. Đây là kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, phục vụ nâng cấp trữ lượng không chỉ cho mỏ than Mạo Khê mà còn cho cả tập đoàn trong giai đoạn dài sắp tới. Sự thành công của công trình này cũng khẳng định năng lực quản lý, trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật địa chất của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Là một công nhân tham gia trực tiếp công trình này thì qua bao nhiêu tháng thì thực hiện công trình là cũng rất nhiều khó khăn và vất vả. Hiện tại bây giờ là anh em đã kết thúc được công trình, là tôi cảm thấy rất tự hào. Và với cương vị là một kiếp trưởng ở công ty địa chất mỏ, để thực hiện được công trình này là công trình đẻ đời của tôi, chiều sâu là sâu nhất từ trước đến nay là trong quá trình công tác của tôi.